out there. Hello everyone, let's see what we got here. Wow, you see that? Onecoin, and this is the Onecoin family. Thank you very much to having all of you here. Like all of you have seen one of my previous live stream, one of the professional service in the fitness and personal trainers. Now come up to the one of the very very big and excited deal that we come on board. Look at this guy, beautiful. Let me turn the camera around so you can read it. The lady, wow, Rebecca, that is the deal that we're talking about, guys. The usability about Onecoin, you can exchange coin and buying or exchange with something like this in our deal checker program now. Rebecca, do you want to say a little bit about your deal, please? So what we have is we have a papaya plantation in Vanuatu. We've got nearly 2,000 acres worth of land, and we have been selling, they're on 1 acre agricultural strata title lots, and we've been selling per acre, or you can get multiple through the deal shaker. So we take down a deposit amount, which equates to about 25% of the land component through Onecoin. Since we started selling them, we've sold over 150 acres within the plantation. Beautiful. So we will be at the Adelaide Deal Shaker. We do have products available right now on the Deal Shaker for you to purchase. Just get in contact with me, 0499 537 071, and we can point you in direction of your paradise. Excellent. Thank you very much, Rebecca. Yes, see that? Every one of you see that? Deal Shaker is happening around the world now. Every single country, look like everywhere, they're all having Deal Shaker happen bigger and bolder, especially in Australia here this weekend. Maybe 1.5 days to go. Getting close. I'm very close. You guys need to get the ticket, need to have a ticket to be there, seeing these powerful ladies, where she can offer you a lot of good, very good deals, you know, for number one lifestyle in the world. Something that people don't want to be missed out. So come and see this lady in our expo, the 18th August 2018 in Convention Center. Beside that, we have a lot of other deals as well. So there's something that you really don't want to miss out there. Also, yes, I like to say a few words in Vietnamese. So can I just mention, Tan, as well, that we also do have Pacific Haven Resort in Vanuatu. It's a resort that we're selling off the plan. We've actually sold 12 bungalows through the Deal Shaker on the resort, and I'm actually talking to our property manager at the moment to see if we can get a special deal on the resort on one of the bungalows for the Adelaide Deal Shaker. So hopefully we'll be bringing that product to the Adelaide Deal Shaker as well for everybody. Wow, beautiful. We meant to be in the office to talking about this, but just because we do another deal out there, and I just say I'm so excited, very excited. I can't wait. So that's why we have to do this live stream right here in the car park. Always want to show you that's the number place as well. That is how people serious about this Onecoin. They're serious enough to buying the whole number place, doing Onecoin number place, guys. So it's happened, it's definitely happened everywhere around the world, non-stop now. Doesn't matter you accept it or you not accept it, this is how the way it's happened. So whether you want to be rise the ways with us, or you actually just a follower, be follow through when it's happened. So grab the opportunity, guys. Don't wait, your way, you gotta be missed out big time. It's a miss out big time. So I'd like to take this opportunity, say a few words in Vietnamese for all the Vietnamese leaders out there, hundreds of thousands leaders out there gonna understand what we're talking about here in Vietnamese. So chào tất cả các cô chú anh chị em. Thành hiện giờ đang ở Nam Úc cùng với cô Rebecca. Hiện giờ là có một cái deal thực sự vô cùng lớn, mấy mẫu đất lận quý vị, đất rất là lớn ở Mariatu, một cái hòn đảo gần New Zealand, chấp nhận Onecoin cho giao dịch nha quý vị.
biến tắc rất là lớn. Nhiều dịch vụ lớn, rất là lớn đã bắt đầu đi vào hệ thống cryptoearningtips rồi đó quý vị. Đây là những cái thực tế đó đã xảy ra rồi. Quý vị, những ai đó còn chờ đợi, còn chần chờ nhất định sẽ là coi như không có nắm kịp nữa, cho nên phải nắm bắt nha quý vị. Nếu chần chờ nữa, quý vị sẽ là người đến sau thôi. Cho dù mình có chấp nhận hay là không chấp nhận, nó cũng đã xảy ra rồi nè quý vị. Chuyện này là chuyện thực sự, nó đã xảy ra rồi. Miếng đất này rất là lớn, trong đó có những nhà cửa, có những cổ như lúc nãy cổ đã nói, có những cái resort chuẩn bị vào hệ thống nữa để chấp nhận quan khôi nữa đó quý vị. Nó đã hoàn coi như là hoàn toàn chuẩn bị bùng phát mạnh, rất là mạnh tại thị trường của mình luôn đó. Quý vị cố gắng nha, nắm giữ cơ hội, tìm hiểu cho thật sâu vào. Có gì đó thì cho Thành có thể nhắn tin cho Thành. Hiện giờ đáng lẽ là Thành phải tới văn phòng của cô này để làm cái livestream, nhưng mà vì cái deal đã giải quyết, Thành vừa làm livestream ở bên kia cho nên rất là hứng thú, không thể ngừng được, cho nên Thành phải làm livestream tại đây, tại một cái khao phạt luôn, chứng minh cho quý vị biết là business của mình có thể là ở bất cứ nơi nào, không cần thiết ở thời điểm hay là ở chỗ nào cả, mình có thể làm được là làm. Hơn nữa Thành cũng muốn cho mọi người nhìn thấy nè, xe của cổ nè, đã là OneCoin ha. Bản số xe là lấy bằng OneCoin luôn, bản số xe mà mua thì khó mà thay đổi được, đủ cho biết có rất nhiều thủ lĩnh ngoài kia họ thực sự chết sống vì OneCoin đó quý vị. Mà những cái deal lớn như vậy đã đi vô, những nhà đầu tư lớn như thế này nè, đất mà mấy mẫu luôn á, thì họ không phải là đơn giản đâu quý vị, mà họ đã chịu chấp nhận cái đồng tiền OneCoin cho giao dịch. Có nghĩa là họ đã nhìn thấy một cái gì đó, phải là cái OneCoin là một cái gì đó thật là sâu sắc thì họ mới chấp nhận vô được. Còn không, dân đầu tư họ không bao giờ để ý tới đâu. Quý vị để ý cho thật kỹ nha, nghiên cứu cho thật kỹ vào. Ở ngoài kia có một số anh em chưa hiểu rõ cho nên thường hay vào những cái link hoặc là nói những cái gì đó mặt trái của một cái sự việc mà họ hoàn toàn không có gì đó để chứng minh. Quý vị nên nhớ kỹ trước khi nghe những thứ đó hoặc là tin những thứ đó. Đây là cái thực tế nè quý vị, đây là cái thực tế mà không ai nói tới, mà đây là những cái người ta làm giàu là nhìn vô cái đường, coi như nhìn thấy xu hướng, chụp lấy xu hướng, chứ không phải là chỉ nhìn vô cái mặt trái mà không có một cái gì để chứng minh rồi bỏ qua một cái cơ hội nha quý vị. Thì còn rất nhiều thứ tốt hơn nữa là vào cái ngày 18 tây tháng 8 2018 tại Adelaide Expo, thì Thành sẽ cho biết thêm nhiều tin tốt hơn nữa, nhiều thứ tốt sẽ xảy ra trong cái ngày Expo đó. Quý vị cố gắng có mặt tại ngày đó nha, nếu không sẽ bị bỏ lỡ cơ hội nhiều lắm. Tạm thời thì Thành đã tạm ngưng ở đây nha, rồi có gì nữa thì cái livestream kế hay gì đó Thành sẽ cho biết thêm nhiều tin tức hơn nữa. Thành tạm dừng ở đây. So maybe we come to the end for now. Next time we will do the next live stream, maybe in the expo. Give exactly a lot more information and for the people. Go deal shaker. Yes, so 1-4-0-0-4-1. See you guys. See you all.